bài học cuộc sống chân chính giúp đỡ người. Quý vị thân mến, ngăn cản một người làm việc xấu thì rất dễ, nhưng muốn cải biến tâm làm việc xấu của một người thì rất khó khăn. Tặng cho người khác một túi tiền không bằng khơi dậy thiện tâm của họ, bởi vì thành tâm thiện niệm mới là bảo chứng căn bản nhất để một sinh mệnh có thể tiến về vị lai. Làm thế nào mới có thể chân chính giúp đỡ người khác? Trong Phật gia có một câu chuyện cổ như thế này. Một người ăn xin cục tay tới một ngôi chùa, cầu xin sư trụ trì giúp đỡ. Vị sư trụ trì không khách khí, chỉ vào đống đá trước cửa chùa và nói: "Anh giúp tôi chuyển đống đá này ra sau chùa đi." Người ăn xin tức giận trả lời: "Tôi chỉ có một bàn tay, làm sao chuyển đá được? Ông thì không muốn cho thì thôi, hà cớ gì phải chế giễu người khác như thế?" Sư trụ trì nhìn anh ta một cái, sau đó bước đến dùng một tay cầm một cục đá lên và nói rằng: "Việc như thế này một bàn tay cũng làm được." Người ăn xin thấy vậy đứng ngẫm nghĩ rồi không có cách nào khác, đành phải chuyển một đống đá đi. Làm chật vật từ sáng tới chiều, anh ta mới chuyển hết đống đá. Sư trụ trì thấy công việc được hoàn thành, liền gọi anh ta vào phòng rồi đưa cho anh ta một số bạc. Người ăn xin bất ngờ, vô cùng cảm kích và nói: "Cảm ơn ông." Sư trụ trì trả lời: "Không cần cảm ơn tôi, đây chính là tiền mà anh tự lao động kiếm được đấy thôi." Người ăn xin cúi xuống lại một lạy và nói: "Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của ngài." Rồi anh ta bước lên đường. Vài ngày sau, có một người ăn xin lành lặn khác lại tới chùa. Vị sư trụ trì lại dẫn anh ta tới sau chùa, chỉ vào đống đá kia và nói với anh ta: "Đem đống đá này tới trước cửa phòng thì tôi sẽ cho anh tiền." Nhưng người ăn xin có hai bàn tay còn khỏe lại phẩy tay và bỏ đi. Các đệ tử trong chùa không hiểu được vị sư trụ trì nên bèn hỏi: "Lần trước thầy bảo người ăn xin chuyển đá từ trước chùa ra sau chùa, lần này lại bảo người ăn xin chuyển đá từ sau chùa tới trước chùa. Thầy rốt cuộc là muốn đặt ở sau chùa hay trước chùa?" Vị trụ trì nói với đệ tử: "Đặt đá ở trước hay sau chùa thì đều như nhau, nhưng làm hay không làm đối với người ăn xin mà nói thì lại không như nhau." Mấy năm sau, một người tướng mạo phi phàm đến ngôi chùa. Đó chính là người ăn xin đã dùng một tay để chuyển đá. Từ sau khi trụ trì cho anh ta chuyển đá tới sau núi, anh ta đã ngộ ra và bắt đầu làm những công việc trong khả năng của mình. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân mà cuối cùng anh ta đã gặt hái được thành công to lớn, trở thành một người giàu có tiếng. Còn người ăn xin có hai tay khỏe mạnh kia bây giờ vẫn còn đang ăn xin ở ngoài sơn môn. Quý vị thân mến, muốn giúp đỡ người khác, ắt phải giúp họ hiểu ra, độ nhân ắt phải độ tâm. Một bữa ăn cho người thế nhân chỉ có thể giải quyết cơn đói nhất thời, nhưng đó không phải lương thực chân chính cho một sinh mệnh. Kim tiền của người thế gian có thể đáp ứng dục vọng nhất thời của một người, đó cũng không phải là ánh sáng chân chính của một sinh mệnh. Giàu nghèo đều như nhau, tai nạn có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi người đều có một mặt Phật tính và thiện lương. Lấy chân thành và thiện lương để thức tỉnh lương tri của một người mới có thể chân chính giúp đỡ người khác, cứu độ thế nhân, rời xa tà ác từ căn bản, thoát khỏi bể khổ.